Tòa án Nhân dân Thị Làng Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Ngô Bá Khác sinh năm 1993, trú tại Làng Phúc Tinh, Làng Tam Sơn, Thị Làng Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Quang 32 tuổi, Nguyễn Hữu Hội 30 tuổi, Ngô Lương Anh 34 tuổi và Trịnh Hữu Quý 27 tuổi về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gác bạc. Theo điều tra, Khá là người có nhân thân xấu, quan hệ làng hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng cơ chế chơi solo, số đề. Hàng ngày, gamer thủ lô đề và thư ký đề liên hệ qua điện thoại điện thoại và tài khoản Zalo khá bảnh đăng ký số điện thoại 911.222 để chuyển bản các đề và mua solo, đề với khác. Việc mua bán solo, số đề trong mỗi ngày phải xong xuôi trước giờ mở thưởng kết quả sổ số xây dựng miền Bắc của ngày hôm đó trước 18 giờ 15 hàng ngày. Nếu gamer thủ không trúng thưởng, cá được hưởng số tiền gamer thủ đã mua số lô, số đề. Nếu gamer thủ trúng thưởng thì cá sẽ trực tiếp hoặc qua thư ký đề của mình để trả tiền thưởng cho gamer thủ. Để phục vụ việc đánh bạc, cá đã thuê Nguyễn Hữu Hội sinh năm 1989, trú tại làng Phúc Tinh, làng Tam Sơn, thị làng Từ Sơn, là người tổng hợp bản cát và đối chiếu thắng thua từng ngày. Cá đã công cho hội với số tiền 300.000 đồng ngày. Ngoài ra, để trả công cho thư ký đề và hấp dẫn nhiều người đánh bạc với mình, Khá đã bán số lô đề với lạnh thấp hơn quy ước bình thường. Trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 1 năm 2019 đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, có 44 ngày quan chuyển số lô đề bán được trong ngày cho Khá qua tin nhắn Zalo. Hội là người giúp Khá tổng hợp bản cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày để thanh toán với quan và những người đánh bạc với Khá. Trong khoảng thời gian này, khá đã hưởng lợi từ số tiền mua bán lô, đề là 280.252, 600 đồng 280 triệu 252 600 đồng. Qua điều tra, công an xác định đây là vụ án có đồng phạm, trong đó bị can ngô bá khá là người chủ mưu, nắm đầu, tổ chức và lãnh đạo việc đánh bạc. Bị can Nguyễn Hữu Hội và Nguyễn Văn Quang là người giúp sức, tạo điều kiện để khá đánh bạc với gamer thủ lô, đề ngoài ra bị can nguyễn hữu hội còn cùng với các bị can ngô lương anh trịnh hữu quý và nguyễn trọng công là những người trực tiếp đánh bạc với bị can khác hành vi lỗi lầm của các bị can như nêu ở trên là nguy hiểm cho làng hội xâm phạm trật tự an toàn làng hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương vì vậy cần phải đưa bị can ra truy tố, xét xử nghiêm minh theo pháp luật pháp luật nhằm răng đe, nhô dục, cải tạo riêng với các bị can và phòng ngừa bình thường trong làng hội. Quá trình điều tra, bị can khá đã khai nhận về người tên thường gọi là Phò, là người cùng thực hiện hành vi lỗi lầm với khá. Đến nay chưa xác định được nhân thân, lai lịch của cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ ràng sẽ đề nghị.